anh chị mà mua xe rẻ chờ đó đi em sale tới nái luôn giảm giá tới nái luôn anh chị đợi mà mua nha đây hiện tại là em quay cái con này là 105 đầu nè số máy 2011 nè đó xe dinh đầu chưa rớt anh chị xe cực kỳ đẹp luôn trước làm bán 125 triệu xong em giảm còn 122 triệu đó bây giờ là em bán cái giá hết hồn anh chị uh, mua xài luôn xe nhập ý nha. nhập ý 125 phân khối đời 2011 đó, màu đỏ đang xì bo ốc tán dinh đồ si là dinh nguyên bản đầu cổ là chưa rớt anh chị có thợ thầy kiểm tra thoải mái luôn đó giỏ dùng là anh chị đi hai ba năm nữa chưa thay những cái chi tiết là như một chiếc xe mới anh chị về chỉ chạy thôi đổ xăng đổ nhớt là chạy thôi anh chị đó cứ ngàn cây thay nhớt cho em lần là ok đó ốc tán đồ si là nguyên dinh nguyên bản hết cực kỳ đẹp đó vàng đồ si thì trong thùng nó cũng còn rất là rực rỡ luôn Vỏ à, thì anh chị chạy có chừng thêm 20 000 nữa Cũng chưa xi si nhê gì hết nha Vỏ IRC đó, Dòng nhập ý 125 thì đi vỏ IRC anh chị nha à. Dạng thùng này là dinh hết luôn anh chị Nắp xăng rồi đây là còn nguyên dinh nguyên bản hết nha Chưa có đụng chạm con ốc Còn nguyên dinh chưa có si lại IC là 982 đúng đời 2011 Đời 2011 là 982 anh chị nha Còn đời 2010 nó là 981 à, Sạc là vẫn còn sạc dinh nè ốc tán đồ xi si là nguyên bản hết cực kỳ đẹp như thế này à, anh chị thấy không chắc xe mộc mạc à, bây giờ trước mà anh chị đi kiếm cái xe 125 cỡ này thì anh chị cũng biết rồi cái giá lúc nào cũng trăm hai mấy triệu trăm ba mấy triệu bây giờ cực kỳ rẻ luôn anh chị đó đây anh chị thấy nè màu màu đỏ đen xì bo nha anh chị nào mà ở tỉnh á, là em bao rút hồ sơ còn anh chị nào ở thành phố em cũng bao rút hồ sơ luôn thủ tục sang tên mình tự đi anh chị nha anh chị mà mua về ở thành phố thì sang tên thì biển số thành phố sẵn rồi nhưng mà bây giờ phải rút hồ sơ để đi sang tên nữa nha anh chị nha đó thì em cái thủ tục rút hồ sơ làm bao đó hiện tại con xe này là em đang bán giảm giá cực kỳ mạnh luôn chỉ còn 115 triệu thôi em bao rút hồ sơ cho anh chị luôn đó anh chị nào ở thành phố hay ở tỉnh anh chị cứ alo em giá cực kỳ là dễ thương luôn 115 triệu cho anh em 105 đầu 2011 xe dinh đầu chưa rớt anh chị nha anh chị có nhu cầu nhắc máy lên alo em số điện thoại em 0979 570 189 anh chị nha